Hôm nay các địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ đón nhận quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Cùng tham gia đón nhận có các doanh nghiệp, các đơn vị hướng nghiệp, dạy nghề đến tư vấn, giới thiệu và tuyển dụng lao động. Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, hôm nay các quân nhân trở về địa phương với niềm vinh dự, tự hào. Các quân nhân đã trở nên rắn giỏi, chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Với sự chào đón trang trọng đồng nhiệt của địa phương và gia đình, càng tiếp thêm cho quân nhân sức mạnh, sự tự tin làm hành trang bước vào cuộc sống mới. Rèn luyện được thể chất con người, tính cách, rèn luyện về cách ăn ở, về môi trường sống của mình nữa, thì rất là nhiều, rất tốt cho mình. Tôi cũng cảm thấy rất là vui vì cống hiến một phần tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc. Dự kiến của tôi là tôi sẽ đi tìm việc làm với cái ngành nghề mà tôi đã được học, công nghệ thông tin. Sau khi tôi xuất ngũ, tôi sẽ sử dụng cái thẻ học nghề của mình, chọn một ngành nghề nào đó phù hợp với bản thân mình, tìm một công ty hay là công việc nào đó phù hợp mình để phát triển. Trở về địa phương, tiếp tục học tập và rèn luyện và tham gia các hoạt động mà địa phương. 10 huyện thị xã thành phố tổ chức lễ đón hơn 1.400 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Các quân nhân báo cáo quá trình học tập rèn luyện, những thành tích đạt được. Nhiều doanh nghiệp, các đơn vị hướng nghiệp dạy nghề đã đến gặp gỡ, giới thiệu, tư vấn, sẵn sàng đón nhận các quân nhân vào làm việc. Tôi đến đây với mục đích là định hướng cho các bạn bộ đội xuất ngũ để các bạn ấy có những cái chương trình đi xuất khẩu lao động hoặc là đi du học. Các bạn ấy có nhu cầu thì sẽ đến tận nhà để tư vấn. Trong những năm qua thì công ty chúng tôi luôn tuyển chọn các quân nhân xuất ngũ. Trong cái thời gian tới là công ty cũng muốn tiếp nhận các đồng chí quân nhân xuất ngũ về làm việc tại công ty và sẽ bố trí công việc phù hợp để cho các đồng chí phát huy được các cái sáng kiến. Đại diện chính quyền các địa phương, các ngành đoàn thể ghi nhận biểu dương những đóng góp của các quân nhân vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các quân nhân trở về địa phương, tiếp tục mang sức trẻ, trí tuệ của mình để góp sức xây dựng quê hương. Cùng với đó, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần. Nhân dịp này, nhiều chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác tại đơn vị đã được tặng giấy khen.